Kênh đào Panama, công trình kết nối thế giới, thay đổi bộ mặt giao thông hàng hải. Kênh đào Panama bắt đầu từ giấc mơ kết nối thế giới bằng cách xây dựng một tuyến đường biển nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nó đã được xây dựng vắt qua 2 thế kỷ bằng mồ hôi công sức của rất nhiều người. Hơn 100 năm đi vào hoạt động, kênh đào này đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy kinh tế Panama nói riêng và thế giới nói chung. Năm 1994, kênh đào được Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ công nhận là một trong 7 thành tựu kỹ thuật xây dựng lớn nhất của thế giới hiện đại. Công trình vắt qua 2 thế kỷ. Những ý tưởng về một tuyến đường biển nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đã nảy sinh từ đầu thế kỷ thứ 16. Năm 1534, vua Tây Ban Nha cho rằng xây dựng một kênh đào tại Panama có thể làm cho các tàu thuyền lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhưng mãi đến năm 1880, nhà ngoại giao Pháp Ferdinand de Lesseps sau khi thành công với kênh đào Suez ở Ai Cập mới dễ dàng huy động vốn để xây dựng kênh đào Panama. Công trình được chính thức khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 1882. Thế nhưng một trận động đất lớn xảy ra vào tháng 9 1882 đã chôn vùi cả tập đoàn do ông Lesseps làm chủ. Tiếp theo đó, dịch bệnh, những khó khăn về kỹ thuật, khí hậu khắc nghiệt của vùng Trung Mỹ đã gây thêm khó khăn cho việc xây dựng kênh đào. Ngay cả sau khi kỹ sư Gustav Eiffel khắc phục được khó khăn kỹ thuật với giải pháp xây 10 âu thuyền để điều chỉnh mực nước thì công trình vẫn bị chậm trễ. Cái giá phải trả cả về vật chất lẫn nhân lực ngày càng cao. Bệnh tật mà chủ yếu là bệnh sốt xuất huyết vàng đã khiến ít nhất 22.000 công nhân thiệt mạng khi đang thi công kênh đào Panama. Năm 1889, Tập đoàn quản lý công trình xây dựng kênh đào Panama đã tuyên bố phá sản. Dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, Mỹ đã mua lại thiết bị và các phần kênh đã đào của người Pháp và bắt đầu công việc năm 1904. Sau khi giúp Panama giành độc lập từ tay Colombia để đổi lấy việc kiểm soát khu vực kênh đào Panama, một khoản đầu tư đáng kể đã được rót vào để loại trừ bệnh dịch, cụ thể là bệnh sốt vàng và bệnh sốt rét. Khi dịch bệnh đã được kiểm soát và sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, việc xây dựng kênh đào theo bậc thang bằng các âu thuyền đã bắt đầu tiến triển. Tiến bộ y tế đã khiến cho số lượng tử vong giảm mạnh trong thời kỳ người Mỹ xây dựng kênh đào Panama từ 1904 đến 1914, nhưng vẫn có thêm 5.609 công nhân chết trong thời kỳ này, nâng tổng số người chết trong việc xây dựng kênh đào lên con số khoảng 27.500 người. Cuối cùng, sau khoảng thời gian vất vả tốn bao sức người và sức của, kênh đào Panama chính thức mở cửa vào ngày 15 tháng 8 năm 1914 với sự quá cảnh của tàu chở hàng Ancon. Để xây dựng con kênh này, ước tính người ta đã phải đào và di chuyển 152,9 triệu mét khối đất đá. Nếu vận chuyển khối lượng này trên tàu hỏa, thì đoàn tàu dài gấp 4 lần chu vi trái đất. Phần lớn tuyến kênh dài hơn 80 km này không phải đào mà đi qua các hồ tự nhiên. Các con tàu qua được kênh là nhờ 3 hệ thống âu tàu, mỗi âu có 2 làn kênh hoạt động như một thang máy bằng nước để nâng tàu lên độ cao 26 m của mặt hồ Gatun. Sau đó lại hạ tàu xuống mực nước biển của bờ bên kia. Phần lớn thời gian hành trình qua kênh, các tàu đều tự vận hành. Nhưng khi qua các âu tàu, tàu được hỗ trợ thêm bởi 4 hoặc 8 đầu máy xe lửa chạy bằng điện trên đường ray răng cưa. Thúc đẩy kinh tế thế giới, gà đẻ trứng vàng của Panama. Kênh đào Panama dài 51 dặm, khoảng 81,6 km, nối Panama City ở phía Tây đến hải cảng Colón ở phía Đông, đã rút ngắn đáng kể tuyến hải trình từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương và ngược lại. Khi chưa có kênh đào, các phương tiện phải đi đường vòng qua mũi Horn ở cực nam Chile thuộc Nam Mỹ, vượt qua quãng đường dài 26.000 km. Với vị trí độc đáo nằm ở đoạn hẹp nhất châu Mỹ, kênh đào Panama đã góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế và thương mại thế giới trong suốt 1 thế kỷ qua, trở thành cửa ngõ chiến lược của ngành vận tải đường biển. Hàng năm, có tới 14.000 tàu thuyền, gần 300 triệu tấn hàng đi qua đây. Trung bình mỗi ngày có tới 40 tàu thuyền sử dụng con kênh này. Theo thống kê, 5% giao thương đường biển của thế giới, và nếu không kể tàu chở dầu, thì có tới 20% hàng hóa của toàn cầu phải đi qua con kênh này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, việc Mỹ kiểm soát kênh đào và khu vực xung quanh đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối, khiến quan hệ Panama và Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng. Quá trình đàm phán cho một thỏa thuận mới đã bắt đầu vào năm 1974. và kết quả của nó là hiệp ước Torrijos-Carter, được Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và tướng Omar Torrijos ký ngày 7 tháng 9 năm 1977. Hiệp ước này đã dẫn tới việc chuyển giao toàn bộ kênh đào Panama vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 và việc kiểm soát kênh đào đã được bàn giao cho Cục Quản lý Kênh đào Panama, ACP. Kênh đào đã đem lại lợi ích lớn cho Panama, mang về cho quốc gia này khoảng 1 tỷ đô la mỗi năm, chiếm 10% tổng thu nhập của chính phủ và 6% nền kinh tế quốc gia. Kênh đào Panama còn tạo ra 10.000 việc làm và giúp Panama trở thành một trong những nền kinh tế mạnh nhất khu vực, với mức tăng trưởng 8,4% trong năm 2013. Đó là chưa kể, việc người Mỹ rút đi đã cho phép Panama bán lượng điện dư thừa được sản xuất từ các đập nước của kênh đào, điều mà trước đây chính quyền Mỹ ngăn cấm. Chỉ cần 25% lượng điện do các nhà máy thủy điện trong hệ thống kênh đào sản sinh đã đủ để vận hành kênh đào này. Ngoài ra, công trình này còn là một địa điểm du lịch tiềm năng. Cũng nhờ kênh đào, từ một quốc gia chịu ảnh hưởng lớn của Mỹ, Panama đã trở thành hải cảng quốc tế. Vì thế, thật không ngoa khi kênh đào Panama được ví như một con gà đẻ trứng vàng cho Panama. Thách thức mới, hành động mới. Bước sang thế kỷ thứ 21, kênh đào Panama phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ tiềm năng. Ông George Quintano, người chịu trách nhiệm quản lý kênh đào Panama cho biết, kênh đào Suez hiện có sức chuyên chở lớn hơn và đang tấn công mạnh mẽ vào thị phần giao thông đường thủy toàn cầu của kênh đào Panama. Ngày 5 tháng 8, 2014, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi đã thông báo kế hoạch xây dựng một kênh đào Suez mới trị giá 4 tỷ đô la song song với kênh đào Suez cũ nhằm mở rộng giao thương và tăng tính cạnh tranh của kênh đào này. Bên cạnh đó, Nicaragua, quốc gia mà hơn một thế kỷ trước từng tranh giành với Panama để quản lý kênh đào, một lần nữa nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Cũng trong năm 2014, Nicaragua đã thông qua dự án trị giá 40 tỷ đô nhằm xây dựng và vận hành một kênh đào có sức chuyên chở lớn hơn kênh đào Panama. Một thách thức khác mà kênh đào Panama phải đối mặt là biến đổi khí hậu. Nếu trong tương lai, nhiệt độ của trái đất tăng lên làm tan băng, nước biển từ Bắc Băng Dương dâng lên, mở ra những tuyến đường hàng hải mới. Khi đó, khoảng cách giữa châu Âu và châu Á bằng đường biển sẽ lại càng được thu hẹp lại. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường do sự hiện diện của tàu thuyền cũng đe dọa đến sự đa dạng sinh thái của cả một vùng Trung Mỹ. Ý thức được tất cả những thách thức nói trên, chính quyền Panama từ năm 2007 đã tiến hành dự án mở rộng và nâng cấp kênh đào. Việc nâng cấp sẽ cho phép kênh đào tiếp nhận những con tàu có trọng tải lớn hơn gấp 2,5 lần. Để đạt được mục tiêu này, Panama phải mở thêm một lối dẫn nước, đào một đoạn kênh mới, xây dựng thêm âu tàu, nạo vét các lối vào kênh, thay đổi hệ thống dây kéo, đường ray, thiết bị kiểm soát âu tàu mới. Các quan chức Panama tin rằng sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng nguồn thu hàng năm của chính phủ lên gấp 3 lần. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2014, tuy nhiên các cuộc tranh chấp và đình công đã khiến dự án bị chậm tiến độ. Phải đến 2016, Panama mới chính thức khai trương kênh đào Panama mở rộng, có khả năng đón tàu hàng rộng 48,2 m, dài 300 m. Hàng ngàn người cùng nguyên thủ nhiều nước đã đến dự sự kiện này. Tổng thống Panama Juan Carlos Varela mô tả tuyến đường thủy dài 77 km này là tuyến đường hợp nhất thế giới. Ông cũng cảm ơn gần 30.000 người đã nỗ lực làm việc để mở rộng con kênh này. Kênh đào Panama đã và đang ngày một hoàn thiện và nâng cao sức cạnh tranh của mình trong ngành hàng hải quốc tế. Năm 2020, một số dự án mới cũng đã sẵn sàng xúc tiến để chuẩn bị thay bộ áo giáp mới cho con kênh. Panama muốn khẳng định vai trò và vị thế của kênh đào đối với thương mại và vận chuyển, đồng thời để xứng đáng hơn với danh hiệu một trong những thành tựu kỹ thuật xây dựng lớn nhất của thế giới hiện đại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!